Xin chào cả nhà, hôm nay The Cloud sẽ giới thiệu và review về một sản phẩm mới toanh ở thị trường Việt Nam, tuy nhiên đã làm mưa làm gió tại thị trường Hàn Quốc và thế giới trong một thời gian dài. Xin giới thiệu với mọi người, phiên bản phấn nước Hara UV Mist Cushion Limited phối hợp với nhà thiết kế giày người Anh Nicholas Kirkwood. Từng được trao giải thưởng danh tiếng là nhà thiết kế phụ kiện của tạp chí Vogue Italia. Những thiết kế của Nicholas Kirkwood mang trong mình phong cách kiến trúc và mỹ thuật độc đáo. Với những đường cắt đối xứng, sự phối hợp giữa những chất liệu đối lập nhau như da và vải satin, khi được mời thiết kế case execution của Hera, anh đã đem toàn bộ phong cách phối chất liệu của mình vào sản phẩm. Điều này lý giải cho kết quả là chúng ta có một cái cushion ánh kim màu độc đáo phối hợp với chất liệu in phun hoa văn. Với phiên bản limited này, chúng ta không chỉ có một lựa chọn mà đến những ba màu sắc cushion tùy theo sở thích và phong cách khác nhau của từng người. Bộ sản phẩm đi kèm như vỏ hộp, refill cũng được thiết kế cho đồng bộ. Với hàng chục sản phẩm cushion trên thị trường có màu sắc trắng trắng giống nhau thì Hera quả thật rất tâm lý khi đưa ra sản phẩm hồng, xanh, vàng, bắt mắt và độc đáo. Hãy nói về Hera một chút nhé. Vào năm 2015, Hera đã được bình chọn là hãng mỹ phẩm có số người sử dụng nhiều thứ hai tại Hàn Quốc. Tất cả các sản phẩm dưỡng da, trang điểm của hãng cũng luôn bán đắt như tôm tươi. Trong đó phải kể đến hit lớn nhất của hãng là UV Mist Cushion mà mình sẽ review vào ngày hôm nay. Phấn nước Hera UV Mist Cushion 5 trong 1 có những ưu điểm vượt trội sau: che phủ cực cao và lâu trôi đến 12 giờ, giữ ẩm cấp nước cho da từ thành phần clay water, cảm giác cooling, mát lạnh mỗi lần đưa bông phấn lên mặt, dưỡng trắng da, chống nhăn, chống nắng SPF 50+. Như các bạn cũng thấy, kích thước của cushion cũng tương đương với cushion của hãng IOP. Ở bên trong, các bạn cũng nhận được gương kích cỡ full size, một bông phấn và một loại phấn nước như các loại cushion khác. Điểm khác biệt ở đây là chiếc bông phấn có màu tím đặc trưng của Hera, thay vì màu xanh dương hay màu da như các hãng đối thủ khác. Về chất liệu, mình vẫn chuộng bông phấn của IOP nhiều hơn vì độ đàn hồi cao hơn so với của Hera. Nhưng dường như điều này không ảnh hưởng gì đến hiệu quả che phủ của cushion, có chăng chỉ là sản phẩm sẽ bị thấm vào bông nhiều hơn mà thôi. Trước khi test phấn lên mặt, mình xin giải thích một chút về da của mình. Da mình là da hỗn hợp khô, có dầu ở vùng chữ T và rất rất nhạy cảm, quầng thâm mắt rất là nhiều, không đều màu và có một số vị trí bị ửng đỏ như xung quanh mũi, khóe miệng và thâm mụn. Cushion Hera có hai phiên bản, Long Lasting và Ultra Moisture. Sản phẩm Limited lần này mình đang sử dụng phiên bản C21 của Long Lasting. Nếu như phiên bản Ultra Moisture được ưa chuộng ở các nước có không khí lạnh do có độ dưỡng ẩm cao, thì Long Lasting được sản xuất để phục vụ cho thị trường nóng ẩm. Cảm nhận đầu tiên của mình về sản phẩm đó là mùi thơm thoang thoảng như mùi phấn hoa. Mùi thơm rất nhẹ và sẽ biến mất ngay lập tức khi bạn thoa phấn. Mùi hương này khá dễ chịu và không có cảm giác nồng. Độ che phủ của Hera rất rất cao, các bạn quan sát cũng thấy được rằng Hera che phủ được hầu hết các khuyết điểm trên da mình chỉ với một lần dặm qua. Sản phẩm có semi matte finish, không bị bột bột như matte finish nhưng kết quả khô ráo chứ không dính dính như các loại cushion dưỡng ẩm. Một lưu ý nhỏ đó là sản phẩm khô đi khá nhanh, do đó các bạn cũng phải dặm phấn với motion tap 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 nhanh chóng để phấn không khô mất khi bạn chưa tán phấn đều. Khi phấn đã khô rồi, nó sẽ nằm yên ở vị trí ban đầu, chứ bạn không thể tán nó ra thêm nữa đâu nhé. Bạn có thể chồng thêm nhiều lớp để kết quả che phủ hoàn toàn mà không lo da bị khét khi. Đây là kết quả da mình, một bên có sử dụng phấn Hera và một bên không dùng. Mình zoom vào quay close up để các bạn có thể quan sát việc phấn đã che phủ được lỗ chân lông, các đốm đỏ, mạch máu và quầng thâm trên mắt mình. Nhưng kết quả chung da vẫn rất là tự nhiên và có độ căng khỏe hoàn toàn không bị giả như khi sử dụng loại phấn nước Apple Skin. Còn về độ che phủ thì các bạn yên tâm là hiệu quả che phủ của Hera còn cao hơn cả Apple Skin nữa. Khi dùng tay sờ lên bề mặt da, cảm giác rất là khô ráo và thoáng, da cũng không bị nóng, bí. Chạm tay vào da, phấn cũng không bị trôi đi cũng như trượt từ chỗ này sang chỗ khác. Cảm giác mát lạnh khi dặm phấn thì mình cũng cảm thấy có chút mát mát, nhưng không rõ rệt bằng cảm giác lạnh khi dùng cushion của Laneige. Vào ngày mình quay clip, mình đã để lớp makeup từ 10 giờ sáng đến tận 10 giờ tối khi mình về nhà, tức là sau 12 tiếng. Da vẫn khô thoáng, không bị xuống tông và cũng không bị trôi đi nhiều. Mặc dù không có thói quen quẹt mũi, chống cằm hay sờ tay lên mặt, nhưng mình vẫn ăn uống xong có lau khăn giấy quanh miệng và cằm. Phấn không trôi đi là mấy, và phấn giữ được tông màu suốt cả ngày.
không bị trắng quá khi vừa đánh lên mà vừa phải tự nhiên, và tone màu đó sẽ giữ suốt thời gian bạn sử dụng. Sau review của mình, bạn nghĩ gì về Cushion của Hera? Liệu bạn có dự tính sẽ thử Hera trong một ngày gần đây không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Đừng quên subscribe channel và like fanpage của The Cloud nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào clip sau. Tạm biệt!